Thị xã ô nhiễm, đó là tên gọi đã gần như quen thuộc của thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh nhiều năm nay. Là vùng kinh tế năng động của tỉnh, những tưởng khi kinh tế phát triển thì chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, nhưng đa phần người dân tại đây đều lắc đầu than thở, dân ở đây khổ lắm vì người ta đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Những người dân hàng ngày bị tra tấn bởi đủ loại ô nhiễm từ chất thải của các nhà máy đã dần coi đó là số phận, đành chịu thôi. Sự bức xúc lại đi kèm với tiếng thở dài. Nhà máy Kiềm Tính, cái mùi của Kiềm Tính thôi, với lại cái nhà máy đằng sau này thì không biết nhà máy nào. Thế nhưng mà cứ chưa đến là tầm 12 giờ cứ phải đóng hết đây, nhà ông cậu nhà tôi đây này. Coi nhà cậu bảo phải bịt hết cả những các cái lỗ mà thoát nước ở trong đấy, cậu lấy tẻ cậu bịt hết vào. Thế để cho coi như là cái mùi nó không xông lên. Cái mùi Kiềm Tính nó như thế nào? Cái mùi Kiềm Tính này nó tắc thở lắm, nó không tả được cái mùi của nó như thế nào. Không, nó cũng không muốn mùi đất đèn. Nó cũng không phải là hôi mà nó hắc, nó khắc, khó tả lắm, mình chẳng biết cái nó tả cái gì, nhưng mà có nghĩa là mình ngột ngạt, mình cảm thấy khó thở. Chỉ riêng phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn đã có hàng chục nhà máy xưởng sản xuất giấy, thủy tinh, vật liệu Kiềm Tính. Tất cả đang trở thành nguồn cơn dấy lên những lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường, bức tử cuộc sống của người dân địa phương nhiều năm nay. Nhà máy vật liệu chịu lửa Kiềm Tính Việt Nam thuộc công ty xi măng Hoàng Thạch đóng trên địa bàn phường Đình Bảng là một trong những nguồn cơn khiến người dân lo ngại về vấn đề môi trường. Nhà máy này tọa lạc trong khuôn viên đất rộng khoảng 4,1 ha, nằm sát các nhà máy, xưởng sản xuất và khu vực dân cư. Người dân khu phố Tân Lập cho biết nhiều năm qua họ phải sống trong cảnh bị tra tấn vì mùi khó chịu từ nhà máy Kiềm Tính, đặc biệt là vào đợt gió mùa Tây Nam. Người dân chia sẻ cùng mùi hôi nồng nặc, họ còn cảm thấy khó thở, đau họng, thậm chí đêm ngủ người dân còn phải sử dụng khăn ướt đắp lên mặt. Khó chịu lắm, không chịu nổi. Cho nên là các cháu cố gắng làm nào thu xếp về, không dân đây chỉ có chết tòi. Với những cái người tuổi cao thì càng... Người mùi đấy, cháu đi qua sang bên kia, bên này hôm nay nó không tạt gió sang đây, nó tạt gió sang bên kia, mùi kinh lắm. Nhất là ra chỗ đường này đi vào thì các cháu đi qua cho các cháu phải ngửi thấy còn gì nữa. Cái đường ngoài kia kìa. Trước thực tế hàng loạt nhà máy đóng đô trên địa bàn, người dân chết mòn vì khói bụi, phóng viên kênh VTC9 đã đến Ủy ban Nhân dân phường Đình Bảng để tìm hiểu sự việc. Từ năm 1996 đến nay thì duy nhất năm 2015 là Ủy ban Nhân dân phường Đình Bảng chúng tôi là nhận được một lá đơn gọi là kiến nghị 2015 là đề nghị là về ô nhiễm môi trường khói bụi của công ty Kiềm Tính. Thế thì sau khi mà nhận được cái đơn của bà con ở hai khu phố đó thì ban phường chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và làm văn bản. Đối với địa phương thì chúng tôi với phong cách của địa phương thì là sau khi tiếp nhận cái đơn thì chúng tôi đã làm văn bản gửi phòng tài nguyên môi trường của thị xã Từ Sơn. Sau đó thị xã Từ Sơn lại tiếp tục làm văn bản kiến nghị với tỉnh để về phối hợp cùng với phường thị xã kiểm tra. Thì ngay trong 2015 thì đã có kết luận của sở tài nguyên môi trường về vấn đề khói bụi. Tại đó đại khái nội dung kết luận là những cái khói bụi rồi là môi trường ở ra đấy là đủ đảm bảo cái điều kiện để khách cho phép. Còn ông Lương Thế Quang, đại diện nhà máy vật liệu chịu lửa Kiềm Tính Việt Nam thì khẳng định. Đây rất lâu rồi cũng chỉ nghe bà con nói phản ánh về cái mùi tí thôi. Nhưng mà từ rất lâu rồi, tôi cũng từ những cái năm mà cỡ những cái năm tôi không nhớ rõ. Nhưng mà hiện tại là bà con ở đây cũng không có cái phản ánh gì. Tuy nhiên, một người dân sinh sống liền kề với nhà máy đã lắc đầu chia sẻ. Việc tồn tại các nhà máy, nhà xưởng sát khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường, khói bụi, tiếng ồn quanh năm. Và ai có thể đánh giá được tác động của nhà máy đối với cộng đồng dân cư? Mùi nó đặc trưng, nó kiểu như dạng ăn nhưng mà nó rất là khó ngửi. Mà tôi phải đeo khẩu trang này nhiều lúc là... hôm nào mà cứ thỉnh thoảng vài hôm mới xả ra một lần cái là coi như là không thể ngửi nổi luôn đấy, nó kiểu như là nó rất là khó, nó như ăn ăn cái mùi khét không đang khét mà nó khó chịu lắm, mà ngửi lâu ở trên đầu đấy. Nên là tôi là lúc để khẩu trang này, hôm nào mà nó đầu cảm thấy khó chịu lại cho khẩu trang vào đấy, quạt thì hai quạt, một quạt thổi ra ngoài, một quạt trong đẩy ra thế thôi. Nhưng mà cái này thì bên chính quyền thì làm thế nào để cho can thiệp vào để cho người dân người ta phản ánh nhiều hơn.
đề bảo vệ sức khỏe, bây giờ không cứu được tôi còn người già với cả các trẻ em. Những lo ngại trên của người dân không phải là không có cơ sở, khi mới đây đã xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ tại các nhà máy, nhà xưởng nằm giáp khu dân cư. Việc này đã khiến cho môi trường bị ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sớm vào cuộc, đánh giá một cách khách quan và giải quyết thấu đáo những phản ánh kiến nghị trên của người dân.